chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Đây mấy đồ chết cháo CLC mới về đây các bạn. Nói chung đây là vẫn chưa đủ nha các bạn. Có mặt hàng mình đặt họ chưa giao được. Ok. Đây là cục pin này. Mình 1,1V nha các bạn. Cục pin này mình mua 136.000 nha các bạn. Dung lượng là 1.300mAh nha các bạn. Đây. Mình 1,1V. Cái này là 35C nha các bạn. Hãng sang gì. Pin này rất là khỏe nha các bạn. Nhìn dây này to khủng nha các bạn. Đây là servo nha các bạn. Cái này là Docker Servo MG996R nha các bạn. Con này là mình mua với giá 80k. Con này khá mạnh nha các bạn. Con này kéo được khoảng 10kg so với điện áp 6V nha các bạn. Nhưng mà dòng phải lớn. Con này kéo được khoảng chừng đó. Ok. Còn đây là mấy cái đồ lắp vào servo nha các bạn. Đấy. Cả ốc, cái này có hết. Còn đây là pulley nha các bạn. Đấy. Có cả dây cro. Cái pulley này là 40 răng nha các bạn. Còn cái pulley nhỏ này là 16 răng. Có kèm hai cái lục giác nha các bạn. Cái bộ pulley này mình mua 100k nha các bạn. Còn cái này là lưỡi cưa dành cho máy khoan nha các bạn. 6 lưỡi cưa. Cái này là mình kẹp vào máy khoan nha các bạn. Cái lưỡi cưa này mình mua 42k nha các bạn. Còn cái này là motor giảm tốc nha các bạn. Cái động cơ giảm tốc 180 12V nha các bạn. Motor này chạy được 58 vòng trên 1 phút với điện áp 12V nha các bạn. Cái trục này là 4mm nha các bạn. Cái motor này mình mua với giá 98k nha các bạn. Motor này trong là 7 răng kim loại nha các bạn. Motor này rất là khỏe. Motor này dùng để chế, mình dùng để chế làm ben xe nha các bạn. Còn đây là dây cót. Dây thiều, dây cót nha các bạn. Cái này mình mua 45k nha các bạn. Cái này dùng để chế nhíp nha các bạn. Cái này dùng để chip. Cái này dùng để chế nhíp xe nha các bạn. Đấy, cái này có sự co giãn nha các bạn. Đây là motor alpha nha các bạn. Cái motor này là motor dành cho máy bay nha các bạn. Máy cam các bạn. Nhưng mà mình mua một chế xe CLC nha các bạn. Cái motor này nó chạy được 12V nha các bạn. Motor này là motor người ta dành cho máy bay hoặc flycam nha các bạn. Nhưng mà mình thấy kích thước nó ngắn phù hợp. Mình chế CLC nha các bạn. Lúc mình đặt hàng thì mình tưởng cái này to hơn nha các bạn. Nhưng mà không ngờ motor này nó rất nhỏ. Cái motor này là motor N2830 nha các bạn. Chạy được 1.300kV nha các bạn. Con này mình mua là 174k nha các bạn. 174k. Đây là ESC nha các bạn. ESC điều tốc. Cái này chạy được pin 2S, pin 3S nha các bạn. Từ 7,4V đến 12V. Con này đường ra là 5,8V 3A nha các bạn. 60A. Con này có thể điều khiển được động cơ 60A. Còn cái này là dòng điện. Điện áp ra servo là 5,8V 3A nha các bạn. Cái AC này có quạt tán nhiệt nha các bạn. Tay công tắc của nó đây. Còn cái này là dây mình tự gắn nha các bạn. Mình test thử bữa mình gắn cái dây này nha các bạn. Còn cái này là bộ điều khiển từ xa. Con này
size 62.4G nha các bạn. Con này là size điện từ 6V đến 15V. Có 3 kênh. Cái bộ điều khiển này là không có giảm tốc nha các bạn. Đây 3 kênh tiến 10, tiến 10, tiến 10. Đây công tắc của nó đây. Hai pin là sau nha các bạn. Cái bộ này mình mua 275k nha các bạn. Còn cái này là bộ điều khiển xịn sò hơn nha các bạn. Này là bộ thu phát AX5S nha các bạn. Size sóng 2.4G. Cái này thì điều khiển chắc cỡ 100m nha các bạn. Con này thì size 4 cục pin nha các bạn. 4 cục pin 1.5V. Đây, trên này có rất nhiều công tắc nha các bạn. Còn cái này là RX của nó các bạn. RX của nó rất là nhỏ các bạn. Rồi, ok. Cái này mình mua với giá là 340k các bạn. TX và RX một bộ của nó là 340k. Và đây là bộ cầu xe hacker nha các bạn. Cái cầu này là không có visa nha các bạn. Mình đặt mua 3 cái. Cầu visa, cái cầu hacker này là tỷ lệ 1 trên 10 nha các bạn. Cầu này phù hợp với xe tỷ lệ 1 trên 10. Trục rất lớn nha các bạn. Bên trong đều là nhôm kim loại hết nha các bạn. Là hai bộ cầu sau. Còn cái này là cầu trước. Cái cầu này thì không có visa nha các bạn. Cầu này phù hợp mà là nếu mà xe đi ở đường trơn hoặc đường lún nha các bạn. Cái cầu này rất là phù hợp. Còn nếu mà đi đường khô thì nó sẽ bị lết bánh nha các bạn. Khác với cầu visa. Cầu visa thì đi đường khô thì nó không bị lết bánh. Nhưng mà nếu mà đi đường lún hoặc đi đường trơn thì nó sẽ xoay một bánh nha các bạn. Ưu nhược điểm của nó là ở đó. Nhưng mà cầu visa có cái phần khóa mở visa thì nó lại khác nha các bạn. Ba cái cầu này mình mua với giá là 853k nha các bạn. Nếu mà mua cái cầu kim loại thì nó còn đắt hơn thế nha các bạn. Cái này là, cầu này là hộp bằng nhựa. Trục và mấy cái bánh răng là bằng kim loại nha các bạn. Rồi ok, video này mình chỉ giới thiệu sơ qua như vậy thôi nha các bạn.